Đầu tiên xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá từ mọi tổ quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip gồm 15.000 câu nha anh em. 15.000 câu này, 15.000 câu sách tay từ Nhật về. Thì có cần hai khúc có, ba khúc có. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng lỗi mà không cho clip em lên ạ thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần 3 mét cứng 50, hàng của Olympic nha anh em. Cây này sở hữu dòng phen là dòng phen Pusisit. Đây. Lỗi ở trong rất là bóng luôn, xích đen. Cái này thì chuẩn dạng chuẩn cho anh em câu cá chép này, câu chép câu lăn xe thôi nha anh em. Đó. Cái này là chất liệu một chất liệu carbon pha nên cần nó rất là dịu nha. Đó. Bullshit luôn. Ngoại hình thì ok, nó có xước xác đi ti về nơi. Cái hàng Olympic cho anh em, Olympic. Đó, cái này xách từ Nhật về. Cán bằng, đó, cán cho này nó bị lủng lỗ rồi. Bát Fuji, fan Fuji nha anh em. Ok, fan cực kỳ vậy luôn. Càng này dạng dịu nha anh em. Đó. Thì càng sao nó vậy, càng dịu gì nó dịu, càng cứng nó cứng. Đó. Càng cứng 50. Thì anh em đánh lăn xe, đánh chép thì đánh cái này, đánh cha lô mè chảnh mè dinh. Rồi, cái thứ nhất giá công khai là 700k cộng ship nha mọi người. 700k cộng ship. Thì cái này nặng là 420g, đọt là 3 ly 3. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 vẫn là một cây hàng chuẩn đánh lăn xê cho anh em. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Đó. Cây này sẵn hai da nha mọi người. Đó, cần Daiwa nó có xước xác TT đây. Dẫn sẵn hai da sẵn ít. Đó, cây này dài 3m3 cứng 50. Đó. Sẵn ít nha mọi người, dài 3m3 cứng 50. Bullshit nha, bullshit. Thì cần thì ngoại hình nó có xước xác nha anh em. Đó. Thì nó sắn tới ngọn luôn, ngọn nó vẫn là ngọn carbon. Bát là bát Fuji anh em, bát Fuji, fan Fuji, đại qua Holy Lock. Đó. Dòng này đánh cảm giác lăn xê, câu chép cực kỳ ok nha mọi người. Bát xe bên nha. Đó. Bát xe bên. Thì cái này cứng 50 dài 3m, được sản xuất tại, đếm coi, được sản xuất tại Taiwan nha mọi người. Cứng 50 dài 3m được sản xuất tại Taiwan. Nặng là 355g, đọt là 2 ly, giá công khai là 1 triệu mốt cộng ship nha mọi người. 1 triệu mốt cộng ship, fan ok hết nha. Tiếp theo sẽ cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần Nagato, cần nội địa Nhật. Cán là cán bằng. Chất liệu là chất liệu carbon nha anh em. Nagato nội địa Nhật. Cây này cứng 80 dài 3m, cây này chuẩn 100% Nhật với anh em luôn nha. Chất liệu là carbon sẵn. Carbon sẵn nha mọi người. Trên clip thấy khó thấy. Cần trắng ngoại hình ok, sạch sẽ đẹp đẽ. Thì dạng này nó làm cái cần nhỏ lên nha anh em, nhìn nó cực kỳ nhỏ luôn. Dạng cần cứng đẹp nha mọi người. Nagato cứng 80 dài 3m, bát Fuji Japan. Đó, cán bằng. Xe ben nha mọi người. Carbon trắng. Bu nó là bullshit nha mọi người. Bullshit. Rồi, cây này cứng 80 dài 3m, chuẩn cho anh em đánh tra, đánh chép câu lăn xê. Thì cây này nặng chỉ có 270g thôi. Đọt là 2 ly 1, giá công khai là 1 triệu 3 nha mọi người. À, giá công khai là 1 triệu 3. Cây số 3, giá công khai là 1 triệu 3. Hàng cực kỳ đẹp nha mọi người. À, nó cứng đều vô trong luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Ngoại hình đẹp cho anh em, chất liệu là chất liệu carbon. Bát là bát Fuji, tem vàng. Bát Fuji. Cây này cứng 50, dài 2m7. Hàng Alpha Taco.
đẹp nha anh em, fan là fan đẹp, fan nòng súng nha. Đây bô là bô chống sắn luôn, bô chống sắn bô Fuji. Đây hàng này hàng sản xuất tại China anh em, China tem sức đầy đủ nha. Đó. Dạng này anh em đánh cha đánh chép con lăng xê rất là ok anh em, dạng fan nằm súng, fan trên chỉ fan lá rất là đều luôn. Đó. Đọc bu là bu chống sắn, fan này anh em nhìn cực kỳ ok luôn. Đó. Dạng này đánh cảm giác, bao cảm giác, cứng 50, dài 2m7, hàng Alpha Taco, xuất Nhật. Đẹp nha mọi người, cái này ngoại hình ok. Thì cái này nặng là 300g, đọt là 2.7 ly, đọt là 2.4 ly, giá công khai là 1.3 triệu nha mọi người. Đó, cứng 50 và 2.4 m, 2.7 m, giá công khai là 1.3 triệu. Hàng đánh này đánh lăn xe, đánh tra, đánh chép cực kỳ ok nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là em lên cho mọi người là một mẫu, là một hàng cây, hàng này fan vẫn là fan nòng súng anh em, fan nòng súng. Cây này là cây ba khúc fan nòng súng, hàng của Daiwa nha mọi người. Đó, hàng Daiwa, chất liệu và chất liệu carbon. Đây cây này cứng 30, dài 3m3, chuẩn anh em đánh lăn xe bạo lực luôn, đánh lăn xe, đánh chép, đánh tra cực kỳ ok luôn, câu biển cũng được. Bu là bu chống sắn nha nè, bu chống sắn. Fan là fan nòng súng đây. Đó, fan này thì em đã đi chỉ lại cho anh em rồi, yên tâm. Đó, cây nào đi chỉ lại thì nói đi chỉ lại cho. Đó, đi chỉ lại là hết nguyên cây luôn nè. Fan là fan nòng súng nha anh em, fan Fuji nòng súng. Cây này của Daiwa. Đó, Daiwa. Cứng 80, dài 3m3. Anh em đánh tra, đánh chép, đánh lăn xê, đánh biển, lấy cái này đánh cực kỳ ok luôn. Đây, cái mút này bị chọc tí. Cây này sản xuất tại Hàn Quốc nha mọi người, mã code sức đầy đủ, có xuất xác có thời gian. Đó. Nhưng mà được cái độ cứng nó chuẩn. Bu Fuji luôn. Anh em nhìn bộ phen là cực kỳ ok luôn. Bộ phen cây này là ăn tiền luôn á mọi người. Bộ phen cây này là ăn tiền luôn. Thì cái này nặng chỉ là 410g thôi, đọt là 2.9 ly, giá công khai là 1.4 triệu nha anh em. Giá công khai là 1.4 triệu cộng ship. Cây số 5 giá công khai là 1.4 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng của nội địa nha anh em. Cây này là cây Alpha Taco nội địa. Thì cây này được sơn vàng sơn là kim tuyến, nhìn cực kỳ bóng mắt, bắt mắt luôn. Đó, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji nòng súng. Đó, fan chạy ở trên đây là fan nhỏ, dày. Đây nè, hàng Alpha Taco. Alpha Taco, cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, fan là fan nòng súng, bu là bu chống sắn. Cây này được sơn cực kỳ đẹp luôn á. Hàng này hàng lấy từ Nhật về luôn nha anh em, không làm, không độ, không chế gì lại hết. Thì cây này dài 3m3. Cây này dài 3m nha mọi người, dài 3m. Cây này dài 3m, nặng là 310g, đọt là 2.5 ly. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 50 nha anh em. Độ cứng 50, dạng cần đánh cảm giác, câu lăn xê, câu tra, câu chép. Thì giá công khai là 1.500.000 nha anh em, 1.500.000. Đó. Giá công khai là 1.500.000. Cây số 1. Cây số 6 nha anh em, cây số 6 giá công khai là 1.500.000. Đây, tem có đầy đủ Alpha Taco. Cây đẹp nha mọi người. 1.500.000 cộng ship. Em qua vàng bên đây, vàng bên đây là tất cả, bên đây là phen lá hết nha mọi người. Đó. Thì tiếp theo em lên cho mọi người là một cây cần phen lá. Em lên cho mọi người là một cây cần phen lá, cây cần số 7. 1 2 3 4 5 6 à, cây cần số 7. Cây cần số 7 em lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Đó. Cây này ba khúc, ngoại hình cây này nó rơi tầm khoảng 93% nha anh em. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Phen là phen lá nha anh em, phen lá. Chất liệu rồi, chất liệu carbon.
bát là bát Fuji, phen lá là phen Fuji anh em. Phen còn rất là bóng đẹp nè. Đẹp nha mọi người, bu là bu chống sắn luôn. Đó. Càng còn rất là đẹp. Cái này dài 3 mét. Đó, dài 3 mét, hàng Alpha Taco. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 50-80 nha mọi người. Độ cứng ra khoảng 50-80. Hàng còn cực kỳ đẹp nha anh em. Thì cây này dài 3 mét, nặng là 300 gram. Dài 3 mét, nặng là 300 gram. Đọt là 2 ly 3. Độ cứng ra tầm khoảng 50-80. Giá công khai là 1,5 triệu. Hàng chuẩn anh em đánh cha đánh chép câu lăng xê nha. Anh em lấy lua cũng rất là ok. Nhìn bộ phen nó đây, bộ phen mấy phen lá nhìn cực kỳ ngầu luôn. Anh em đánh cực kỳ cảm giác luôn. Dạng này đánh cảm giác khỏi bàn, đánh không sợ đụng hàng luôn. Rồi, cây số 7, giá công khai là 1,5 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần của Ryobi. Cần Ryobi, cây này vẫn là một cây phen lá nha mọi người. Cây này vẫn là một cây phen lá. Thì độ cứng cái này ra tầm khoảng 30 thôi. Đó. Anh em về đánh cảm giác, bao cảm giác. Anh em thích đánh cảm giác, thích dạng nhiều cá bắt từ từ đó, lấy mấy cái này đánh cực kỳ phê luôn. Đó. Cái này cưng, cái này là cần Ryobi, phen là phen lá, bát là bát Fuji tam hoàng. Phen lá phen Fuji nha. Cái này dài 3m3. Đó. Bô là bô Fuji chống sắn luôn nha anh em, bô Fuji chống sắn luôn, phen lá, hàng đẹp nha anh em, đẹp sạch sẽ. Mã có sức đầy đủ nha anh em, mã có sức đầy đủ. Dạng này anh em về đánh cảm giác thôi nha. Đó, đánh cảm giác thôi, đánh bạo lực thì thua. Đánh trà đánh chép câu lăng xê, dạng cảm giác cực kỳ ok nha anh em. Ngoài hình ok, đẹp đẽ. Đây, test độ cong cho anh em xem. Anh thấy cong hình chữ C cho anh em luôn. Thì cái này dài 3m3, nặng là 350 gram, đọt là 2 ly 3. Độ cứng nó ra tầm khoảng 30-50 thôi nha mọi người. Giá công khai là 1,5 triệu. Nè còn đẹp nha. Đó. Rồi, cây số 8 giá công khai là 1,5 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 9 chứ. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người vẫn là một cây hàng của Ryobi. Đó. Thì cái này dài 3m, đọt là 2 ly 2, góc là 13.5 ly. Đó. Thì cái này nặng là 315 gram, 2 khúc, độ cứng ra tầm khoảng 30-60 nha mọi người. Đó, độ cứng ra tầm khoảng 30-60. Mã có sức đầy đủ đây. Thì cái này sản xuất tại Korea nha mọi người. Đó, cái này sản xuất tại Korea. Giá nó bán tại Nhật là 31.800 yên, giờ tầm khoảng gần 7 triệu từ Việt Nam. Đó. Đây nè, phù hợp. Phen là phen Fuji, phen lá. Bát tầm bát Fuji tam vàng. Đẹp nha anh em. Đó. Bô là bô chụp Fuji chống sắn luôn. Càng đẹp nha mọi người. Mã code đây đầy đủ, tem sức đầy đủ. Đó. Bát tầm bát Fuji tam vàng. Dạng cũng dạng đánh cảm giác thôi nha em ơi. Đó, độ cứng nó trải dài từ 30 đến 60 thôi. Dạng đánh lăn xê, đánh tra, đánh chép câu cảm giác. Đẹp nha anh em, phen đẹp. Thì cái này còn phù hợp, giá công khai là 1,5 triệu nha anh em. Đó, cây số 9 giá công khai là 1,5 triệu nha mọi người. Theo sẽ là cây số 10 nha mọi người. Thì cây số 10 là một cây, vẫn là một cây cần phen lá, cần nội địa. Đây, cây này là hàng Japan nha anh em. Đó, càng này ngoại hình nó ghê tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 95% anh em. Cây này một cây Alpha Taco Hà Nội địa. Phen sở hữu dạng phen vẫn là dạng phen lá nha mọi người. Đó.
cực kỳ đẹp luôn. Coi cận cảnh cho anh em xem. Cây này độ cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em. Phen lá cực kỳ đẹp luôn, đánh chép, đánh cha cực kỳ cảm giác luôn. Rất đẹp nha mọi người. Thì cây này sản xuất tại Nhật nha mọi người. Mark in Japan, cần dài 3m3. Đó. Anh em đọc nó đây, đó, cực kỳ ok nha anh em. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon, dạng lành đánh, dạng cần đánh cảm giác. Cây này cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em, cứng ra tầm khoảng 50, dài 3m3, đẹp. Thì cây này nặng là 420g, đọt là 3 ly, cứng là 50, giá 1,7 triệu nha mọi người, giá là 1,7 triệu. Cây số 10 giá 1,7 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 11, thì nguyên vàng bên đây là vàng cần đánh bạo lực nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 150 ăn lên. Thì cây số 11 em lên cho mọi người là cây số cần Power Con, hàng của anh Pataco. Thì cây này vẫn sở hữu dạng phen là dạng phen lá nha anh em. Phen là phen lá. Thì cây này độ cứng tới 200 đợt. Anh em đánh cha hồ dịch vụ, đánh giải, đánh cây này, anh thân săn hàng. Đó. Đánh tiêu. Câu biển. Thì phen này là phen lá, phen Fuji. Thì ngoại hình nó ok tí nha anh em. Ngoại hình ok. Bát là bát Fuji, phần đọt ok anh em. Cây này sản xuất tại Korea, đó, cứng 200, dài 27, độ cứng 200 thì bao đánh này, bao đánh bao lực luôn. Phen Fuji, phen lá phen Fuji, bu là bu Fuji chống sắn anh em. Đọt đây ok anh em, đây cái phần gốc nó bị chóc một lớp sơn bóng như này, chóc lớp sơn bóng thôi. Anh em về chịu khó cạo ra cũng được. Phen này phen Fuji, phen lá nè, còn rất là đẹp luôn á. Tem là tem vàng. Ok nha mọi người, hàng này thì đánh đánh tra bạo lực, câu giải cực kỳ ok nha. Thì cái này cứng 200 và H7, nặng là 395g, đọt là 3 ly 2, giá công khai là 1,7 triệu anh em. Cây số 11 giá công khai là 1,7 triệu, hàng cực kỳ đẹp cho mọi người. Phen cực kỳ đẹp luôn. Thì góc này nó có bị chốc 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 lớp xương bóng nha mọi người. Chốc lớp xương bóng thôi, không ảnh hưởng gì. Tiếp theo sẽ là cây số 12. Cây số 12 em lên cho mọi người là một cây cần Shimano hàng nội địa. Thì cây này có độ cứng là độ cứng H, dài 2m7, độ cứng cây này ra tầm khoảng 100 đến 150 nha anh em. Đó, độ cứng cây này ra tầm khoảng 100 đến 150. Cây này full túi, full hộp, cộng thêm cái bao nữa. Thì cây này dài 2m7, 2 khúc, thu gọn là 140cm. Thì cây này nặng chỉ có 260g thôi, đọt là 1 đi 8, đọt này đọt tháp nha mọi người, góc là 22, giá công khai tại Nhật nó bán ra tầm khoảng 23.000 yên, nó ra tầm khoảng 5 triệu từ Việt Nam nha mọi người. 5 triệu mấy từ Việt Nam. Anh em ngoại hình mới nha anh em. Chất liệu là chất liệu carbon sẵn ít, chất liệu và chất liệu carbon sẵn ít. Bát là bát Fuji Shimano đời cao. Đó. Thì phen là phen Fuji, đọc là đọc tháp nha anh em, bô là bô xít. Thì dạng này anh em có một số chú bác về đánh nói cái đọt rất là nhạy cá anh em, cho dù nó cứng 100 đến 150 đi vẫn là đọt tháp, đọt cực kỳ nhạy luôn. Độ cứng nó, độ cứng đều vô trong nha anh em. Độ cứng nó đều vô trong. Sẵn ít mọi người. Sẵn ít đẹp đẽ sạch sẽ luôn. Cây số 12 giá công khai là 1,6 triệu nha mọi người.
Tiếp theo sẽ là cây số 13. Cây số 13 em lên cho mọi người là một cây cần phen biển, phen cầu, phen biển. Thì em lên cho mọi người là cây một cây cần của Alpha Taco. Đó, độ mới cái này ra tầm khoảng 95% nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Horizon, đó, phen cầu, phen biển. Phen này phen Fuji anh em. Bát Fuji, phen là phen Fuji, phen cầu, phen biển. Cây này hàng Alpha Taco, hàng sản xuất tại Korea. Đó, cái này cứng 120 và H7. Anh em về đánh cha đánh chép. Dạng đánh cha cực ok luôn, đánh cha câu mè. Bu là bu chống sắn nha anh em, bu biển chống sắn, phen là phen cầu, phen biển. Hàng đẹp nha anh em. Đánh hàng soi kỹ cho anh em xem luôn. Đánh lăn xe dạng lăn xe bạo lực, lăn xe săn hàng á. Đẹp anh em, phen cực kỳ đẹp luôn. Cây này cứng 120 dài H7, nặng là 350g, đọt là 2.8 ly. Giá công khai là 1.7 triệu nha anh em. Giá công khai là 1.7 triệu. Hàng cực kỳ đẹp anh em, cực kỳ đẹp, ok luôn. Không độ chế. Cây số 13, giá công khai là 1.7 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 14. Cây số 14 là một cây hàng cho anh em về sưu tầm. Cây số 14 là một cây cần của Kenjaki, hàng trưng bày. Nó là gốc cực kỳ đẹp luôn. Đó. Phen đi. Nó dạng phen cầu, phen biển, phen sứ dò quang. Bát tam bát Fuji, tem hoàng. Chất liệu là chất liệu carbon, sáng ít, hai da. Đẹp cực kỳ nha anh em. Bu là bu chống sắn Fuji dạ quang. Đó. Sắn ít thách cho mọi người. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Kenjaki cây hoa carbon, hàng sáng nhất đai hoa Kenjaki. Ở ngoài quăng còn rất là đẹp luôn. Cây này hàng anh em chỉ dùng lướt vào thôi. Đó. Hàng về anh em chia cho anh em sưu tầm. Đánh biển, câu trên ghe, trên bè. Thì cây này cứng 120, dài 2m4. Đó. Cứng 120, dài 2m4. Hàng cực kỳ đẹp nha anh em. Thì cái này nặng là 400g, đọt là 3.8 ly. Giá công khai cái này là 2.3 triệu nha mọi người. Đó, giá công khai là 2.3 triệu. Hàng về chuẩn sưu tầm luôn, chuẩn đánh bạo lực luôn. Đó. Rồi, đếm lên cây cuối cùng cho anh em. Cây cuối cùng em lên cho mọi người là một cây cần nội địa, chia cho anh em đánh gần, đánh giặc bờ biển. Thôi anh em về câu hồ, câu đập. Thì em lên cho mọi người là một cây cần của Temcrew. Thì cái này cứng 120, dài 3m9. Đó. Cứng 120, dài 3m9 là cái này nội địa nha anh em. Chuẩn cho anh em đánh gần luôn. Đó, đánh gần, đánh giặc bờ biển. Săn hàng. Thì cái này sổ dòng phen là phen cầu, phen biển, phen Fuji set cho anh em. Đó, lỗ set. Bu là bu set luôn nha anh em. Bu tới 3 ly mấy lần. 4 ly lận. Thì cây này là một cây Temrill, cứng 120, dài 3m9. Ngoại hình ok, cây cũng ổn, cái khá ít. Đó. Cây này nội địa Nhật nha mọi người, nội địa. Sau này cho cầm cái đó nặng, gốc nặng quá nặng. Nè, Temrill nội địa. Chuẩn về cho anh em đánh bạo lực luôn, đánh lộn cũng được nữa. Cực kỳ cứng luôn anh em, cứng 120 và 3m9. Thì cây này cực kỳ hiếm luôn. Bát tầm bát Fuji. Thì cây này nặng là 1.1 kg. Nhưng mà cái gốc này, gốc inox, nó nặng hết 750g này. Đó. Đọt là 4.5 ly. Hàng đánh bạo lực ok nha anh em. Cần nội địa nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 15, cây cuối cùng, giá công khai là 2.2 triệu. Rồi, đó là tổng cộng 15 cây cần anh em lên hôm nay. Nếu anh em ưng kênh hào chốt để em xuống đội, em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.